Tôi là Phạm Văn Thọ, đại tá kỹ sư công binh. Tôi vào chiến trường từ năm 1965 cho đến khi giải phóng hoàn toàn đất nước thì mới được trở ra Bắc. Nói về mở đường 20 thì có rất nhiều khó khăn, nhưng mà tùy theo từng cái vị trí công tác của mỗi người thì xác định một cái khó khăn riêng để mình cần phải vượt qua. Đối với đường 20 thì công việc đầu tiên ấy là, mà cũng là cái khó khăn đầu tiên, là tìm ra được một cái tuyến đường. Thế mà cái tuyến đường này là phải đạt được các yêu cầu sau. Thứ nhất, nó phải là một tuyến đường ngắn nhất, gần chiến trường và khắc phục được các những cái nhược điểm mà những tuyến đường có trước mà không làm được. Thế thì trước có cái đường 12, cái đường 12 là đã được nói nhiều. Thế cái đường này thì nó gặp một cái đoạn ngập, là cái đoạn từ Bắc Ba Năng, trên là mùa mưa không vận chuyển được. Tuyến đường 16 thì là một tuyến đường đất, đấy, mùa mưa sụt lở nhiều mà mưa cũng không đi được. Vậy thì phải chọn cái tuyến đường 20 từ đông sang tây Trường Sơn, đấy, để khắc phục được những cái nhược điểm đó. Nên cho nên là theo chỉ thị của cấp trên thì chúng tôi đi tìm con đường này đi như thế nào. Thì lúc đầu thì chọn được mấy tuyến đường, tức là một cái hướng đi, tức là đi về phía đò. Thế là phía này người ta gọi là cái tuyến đường đi về phía đò. Và một cái hướng nữa, tức là đi đằng sau Phong Nha Kẻ Bàng để sang phía tây. Đấy, và một cái tuyến nữa là từ Phong Nha đi qua Cà Ròn, đi qua U Bò đến Ta Lê. Thế rồi vào Trà Là, đấy là cái tuyến thứ ba. Thì sau khi báo cáo với cấp trên ấy, thì xác định được cái tuyến này, tức là tuyến từ Phong Nha đi qua Trà Ròn, đấy qua Ta Lê, đấy mà vào đến phía trong Trà Là này. Thì cái tuyến đường này thì nó khắc phục được một số nhược điểm đấy của các cái tuyến trước, đấy, như tôi vừa nói. Tuyến đường này nó còn có cái ưu điểm nữa là khi địch đánh phá thì khắc phục nhanh hơn. Đấy, thì khắc phục nhanh hơn vì là nó qua toàn là các cái sườn đá, mà khi mà quả bom mà rơi xuống